Sáng ngày 4 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 26 tháng 3 năm Giáp Thìn, phân ban ni giới tỉnh Bạc Liêu đã kết hợp cùng ni viện Tịnh Nghiêm do ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, phó trưởng ban trị sự, trưởng phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang đã đến xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang trao tặng những phần nước nghĩa tình đến với bà con khó khăn. Trong tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình của người con Phật hưởng ứng chương trình nước sạch miễn phí do chùa Giác Hoa khởi xướng, ni sư Thích Nữ Diệu Nghĩa, phó trưởng ban trị sự, trưởng phân ban ni giới tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ hơn 300 phần nước, mỗi phần nước gồm 2 bình 30 lít và 2 lốc nước suối, cùng với kinh phí vận chuyển cho các xe chuyển nước ngọt phục vụ bà con trong vùng. Có một số địa phương ở trên tỉnh Tiền Giang bị hạn, thiếu nước uống, cho nên chúng tôi thể hiện theo lời Đức Phật dạy, mang những giọt nước, những bình nước thể hiện cái tấm lòng về cái tình thương. Đồng bào ở đây rất mừng khi nhận được những cái giọt nước của phân ban ni giới tỉnh Bạc Liêu đem đến tặng. Nó cũng đỡ khá, và chúng tôi có thể là chúng tôi sẽ trở lên đây vài lần nữa để mang những giọt nước gọi là giọt nước tình thương để giúp cho bà con thêm một vài lần nữa. Kể từ khi đợt hạn mặn 2020 sau 4 năm thời tiết khắc nghiệt quay trở lại và có khả năng phức tạp kéo dài hơn, ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa mong rằng những bình nước chia sẻ phần nào khó khăn trong cơn hạn mặn này, cũng cầu mong những cơn mưa mau chóng trở lại để sớm kết thúc những ngày nắng nóng và thiếu nước. Trong chuyến đi thiện nguyện này, mọi người trong đoàn đều tận mắt chứng kiến và cảm nhận được sự vất vả của bà con nơi đây khi thiếu nguồn nước sinh hoạt, nên dự kiến đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân trong thời gian tới để cùng nhau vượt qua sự khó khăn này.